Trong quá trình nuôi con, các bậc phụ huynh luôn gặp tình trạng đó là những cơn sốt của trẻ. Tay chân thì lạnh, đầu thì nóng. Vậy lúc này chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Thì trong video này, Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý cũng như là cái nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Xin chào các bậc phụ huynh. Trong quá trình chăm sóc con nhỏ đấy, việc chúng ta đối mặt với tình trạng con bị sốt không phải là chuyện hiếm gặp, và gần như đứa trẻ nào cũng sẽ có 1-2-3 lần sốt trong năm. Một trong những dấu hiệu phổ biến của sốt đó là gì? Tay chân con thì lạnh, trong khi ấy, đầu của con thì lại nóng. Đối mặt với vấn đề này thì các bậc phụ huynh làm sao để nhận biết cũng như chăm sóc cho con đúng cách để giúp cho con có sức khỏe tốt hơn, thoải mái hơn? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái nguyên nhân cũng như các cái giải pháp làm sao để giúp cho con hết cơn sốt và giúp cho con phục hồi một cách nhanh nhất. Vậy cái hiện tượng đấy, trẻ bị sốt mà tay chân lạnh, đầu nóng là nó sẽ là như thế nào? Thứ nhất, sốt là một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể để chống lại cái sự nhiễm trùng. Tuy nhiên đấy, nếu mà trẻ sốt quá cao trên 38 độ thì nó sẽ trở thành một vấn đề cần phải quan tâm. Đặc biệt là khi mà trẻ sốt lại chân tay lạnh mà đầu lại nóng thì nhiều mẹ thường cố gắng là gì? Lấy nhiều chăn để giữ cho con ấm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế thì cái cách làm này đấy không làm cho trẻ khá hơn mà còn khiến cho tình trạng bệnh của trẻ nặng hơn. Vậy cái hiện tượng trẻ bị sốt mà tay chân lạnh, đầu nóng thì được chia làm hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất đấy là sốt cao là một trong những cái triệu chứng, và tay chân lạnh là hệ quả của việc trẻ bị sốt, và đa số thì trẻ nằm trong cái trường hợp này. Và sốt đấy thì được tạo ra bởi một hệ miễn dịch dưới sự chỉ đạo của vùng dưới đồi. Khi cái tác nhân gây bệnh đấy xâm nhập vào cơ thể thì thần kinh trung ương sẽ giải phóng ra một cái chất kích thích các cái mạch máu ngoại vi co lại, nên bố mẹ sẽ thấy là gì, tình trạng là tay bị lạnh, chân bị lạnh. Tuy nhiên một thời gian sau đấy thì mạch máu của trẻ sẽ lại được giãn ra. Khi đó thì bố mẹ sẽ thấy là tay chân của con sẽ hồng lên này, và kèm theo khi đó đấy có những các cái đốm đỏ nấm tấm kèm theo vã mồ hôi này, bé sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Và trường hợp thứ hai đó là trẻ bị sốt nhưng mà tay chân lạnh, đầu nóng là biểu hiện của tình trạng là gì? Bệnh nghiêm trọng như viêm màng não này, hay là nhiễm trùng máu, hoặc là một số các cái nhiễm trùng khác. Và khi gặp tình trạng này kéo dài đấy, là cách tốt nhất là bố mẹ cần phải đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vậy thì đâu là cái nguyên nhân mà khiến cho trẻ bị sốt tay chân lạnh, đầu nóng? Đa phần ấy, trẻ bị sốt tay chân lạnh, đầu nóng là do sự tấn công của một số các loại virus hoặc là các loại vi khuẩn. Ví dụ như một số các loại như là thủy đậu này, cúm này, sốt xuất huyết này, tay chân miệng vân vân. Và một số trường hợp khác thì trẻ cũng có thể bị sốt nhưng không quá nghiêm trọng, như là gì, sốt mọc răng này, sốt cảm nắng này, sốt do tiêm phòng này, vân vân. Nếu mà tình trạng trẻ bị sốt đấy mà tay chân lạnh kéo dài thì có thể gây ra những các biến chứng vô cùng là nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ, như là co giật này, mất nước này, rồi là rối loạn hô hấp, hoặc nặng hơn đấy là trẻ có thể để lại những các cái di chứng trên não nếu mà không được điều trị kịp thời, hoặc là thậm chí có thể gây ra tử vong cho trẻ. Và sau đây đấy là một số các cái triệu chứng giúp bố mẹ nhận biết được rằng là gì, trẻ sốt tay chân lạnh, đầu nóng ở cái mức độ bình thường. Dấu hiệu thứ nhất đấy là gì, con vẫn nói chuyện và vẫn cười nói vẫn bình thường, môi và lưỡi của bé thì không khô, có phản xạ bình thường khi mẹ gọi, bố gọi. Bên cạnh đó thì có một số các cái dấu hiệu giúp cho mẹ nhận biết là trẻ bị sốt, chân tay lạnh, đầu nóng đang ở mức nghiêm trọng hơn, thì bao gồm một số các cái dấu hiệu sau. Thứ nhất là gì, trẻ sốt liên tục trên 39 độ C, mặc dù đấy là chúng ta đã áp dụng một số các cái biện pháp hạ sốt, rồi da thì tím tái này, nhợt nhạt này, bé thì ngủ ni bì này, khó đánh thức này, cổ thì bị cứng này,
cơ thể thì mềm này, người bé thì nừ đừ này, không trả lời được mỗi khi mà chúng ta gọi trẻ. Và trẻ sẽ dừng quấy khóc này, không nói, không cười đùa. Mắt bé thì thóp trũng này, môi và lưỡi thì bị khô này, bé bị co giật này. Với những tình trạng nặng như trên ấy, thì chúng ta phải ngay lập tức đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và một điều cần lưu ý đấy, đối với những cái trẻ dưới 3 tháng tuổi ấy, mà bị sốt thì bố mẹ cần phải chú ý là gì? Kiểm tra xem đấy, sốt của con có sốt trên 39 độ không và kèm theo những các biểu hiện trên hay không. Nếu mà có những một trong các biểu hiện trên thì cần phải đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Và sau đây đấy, Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cách để giúp cho trẻ trong quá trình bị sốt mà tay chân lạnh, đầu nóng. Thứ nhất đấy là chúng ta hãy theo dõi nhiệt độ thường xuyên và hạ sốt cho trẻ. Khi mà con bị sốt, bố mẹ cần thường xuyên theo dõi nhiệt độ của con này, đặc biệt là những cái trường hợp mà sốt cao liên tục trên 38 độ thì chúng ta cần phải theo dõi một cách liên tục hơn. Những lần đo nhiệt độ đấy thì bố mẹ cần ghi lại để theo dõi quá trình mà nhiệt độ của cơ thể của bé như thế nào. Khi mà có thể tới khám thì chúng ta cũng có những cái cơ sở cho bác sĩ được thêm thông tin về tình trạng bệnh lý của con. Khi trẻ bị sốt đấy thì ba mẹ là gì, bỏ bớt các cái quần áo dày này và mặc các cái quần áo mỏng cho trẻ này, bỏ bớt các loại chăn ra này. Và như Tuấn đã nói ở trên đấy, nhiều trẻ bị sốt thì lúc đấy tay chân lạnh sẽ khiến cho bố mẹ lo lắng và khiến là gì, chúng ta lại quấn thêm các cái loại quần áo vào chăn, vào tay, vào chân cho trẻ, thì lúc này làm cho cơ thể của trẻ đấy sẽ khó thoát nhiệt hơn. Và lúc này thì chúng ta có thể sử dụng thêm các loại thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của các bác sĩ, của dược sĩ. Khi mà trẻ sốt trên 38,5 độ và chúng ta có thể sử dụng một số các cái dòng như paracetamol ở cái dạng uống hoặc là cái dạng đặt hậu môn cho trẻ. Với liều dùng đấy là tính theo kg cân nặng là khoảng 10 cho đến 15mg trên 1kg cân nặng trong một lần dùng. Và các bạn cũng nhớ rằng các cái thuốc hạ sốt này sẽ có tác dụng kéo dài từ 4 cho đến 6 giờ nên có thể là sử dụng trong 4 đến 6 giờ thì chúng ta sử dụng lại. Và lau người cho trẻ bằng khăn nhúng nước ấm này khi bé sốt cao, và chúng ta sẽ kiểm tra cứ khoảng 10 cho đến 15 phút và sẽ ngừng lau cho đến khi nào một cái thân nhiệt của bé đấy hạ xuống dưới 38 độ C. Và thứ hai là chúng ta cần bù nước cho bé. Với những trẻ chưa ăn dặm này, bạn cần cho trẻ bú nhiều hơn, chia thành nhiều lần hơn này, để cho bé có thể bú được một cách nhiều nhất có thể này. Còn đối với trẻ đã ăn dặm thì cần khuyến khích trẻ ăn nhiều các loại chất lỏng như là gì, nước ép trái cây này, rồi là một số các cái loại thức ăn mà dạng lỏng. Và chắc chắn rồi là cần bù thêm nước Oredrol cho trẻ. Và điều này sẽ giúp cho trẻ không bị mất nước khi bị sốt. Thứ ba là các mẹ cần theo dõi các cái triệu chứng bất thường khác. Nếu trẻ vẫn bú khỏe này, ăn uống tốt này, vui chơi như bình thường đấy, thì tình trạng trẻ sốt chân tay lạnh, đầu nóng là không đáng lo lắng. Và ba mẹ có thể an tâm và áp dụng một số các cái biện pháp chăm sóc cho bé khi bị sốt tại nhà. Và bên cạnh đó thì chắc chắn các mẹ cũng cần phải thường xuyên quan sát và theo dõi con để phát hiện xem là có các cái biến chứng gì bất thường đối với con hay không, để chúng ta kịp thời đưa bé tới bệnh viện cũng như để được chăm sóc bởi các cán bộ y tế. Và thứ tư là về chế độ dinh dưỡng cho bé khi bị sốt. Khi bị sốt đấy thì người bé sẽ nóng này, mệt mỏi này, trẻ thường gì biếng ăn. Tuy nhiên bố mẹ cũng cần phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho con. Lúc này chúng ta cần là gì, cho bé ăn này, cho bé bú đúng bữa này. Và bố mẹ cũng cần phải chuẩn bị những cái loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho bé. Và chúng ta tuân theo nguyên tắc là gì, ăn ở dạng mềm, dễ tiêu hóa như các loại súp, các loại cháo này, các loại sữa này. Đồng thời chia nhiều bữa cho bé để bé dễ ăn hơn và hạn chế các cái tình trạng đầy bụng, khó tiêu của bé. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần bổ sung thêm một số các cái chất mà tăng cường sức đề kháng như là vitamin C, vitamin D hoặc là các loại vitamin A, nhóm B, kẽm hoặc là các axit amin để giúp cho trẻ là gì, tăng cường sức đề kháng, phòng chống các bệnh tật và phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Và tiếp theo đấy, cũng không ít các ba mẹ băn khoăn đấy là khi con mà bị sốt mà chân tay lạnh
thì điều gì không được làm? Thì theo các cái chuyên gia y tế cũng như các bác sĩ nhi khoa đấy đã khuyến cáo là gì? Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ không nên quấn quần áo quá kín, quá chặt cho bé, và tiếp theo là không nên kiêng ăn uống quá nhiều thứ cho bé. Và ba mẹ cũng chú ý là gì? Không dùng nước đá lạnh hoặc là nước có pha thêm cồn để tắm, để nâu người cho con. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì chúng ta hạ sốt bằng paracetamol. Còn nếu mà sử dụng ibuprofen thì trừ khi là có chỉ định của bác sĩ. Trên đây Tuấn đã chia sẻ với các bạn về một số các cái giải pháp cũng như là nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng đấy là trẻ bị sốt và tay chân lạnh, đầu nóng. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Nếu cần thông tin tư vấn thì hãy liên hệ tới số hotline được Tuấn hỗ trợ cũng như đội ngũ chuyên gia y tế hỗ trợ cho bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh và share video để nhận được nhiều thông tin hữu ích nhất.